Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến một vài điểm khác nhau giữa phiên bản Android 4.3 trên XBRZ và bản Android 4.2 trên XBRZ. Hiện tại thì phiên bản firmware 4.3 này thì mới chỉ là phiên bản lách, lộ hàng trên mạng và chưa được Sony cập nhật chính hãng cho XBRZ. Hôm nay mình đã giới thiệu các bạn một vài điểm khác. Thứ nhất là về giao diện, các bạn có thể nhìn thấy ở tranh thiên thanh status hai bên thì biểu tượng pin đã giống hệt với mẫu XBRZ 1 và trên 4.2 thì vẫn còn như cũ và nằm ngang và tất cả đều đã phẳng hơn. Tiếp theo là đến cái giao diện, cái phím vào up down này thì đây là các điểm chấm thay vì là các ô vuông như ở phiên bản cũ. Vào bên trong thì Sony đã cập nhật thêm cái menu ngang để truy cập vào các cái tính năng quản lý ứng dụng thay vì là menu phím 3 chấm ở trên 4.2. Thêm một vài điều nữa đó là khi ở trên bản 4.3 này thì Sony đã đem lại cái ứng dụng camera giống hệt với ứng dụng camera của Z1. Các bạn sẽ có đầy đủ các tính năng như chụp ảnh thủ công này, tự động cao cấp này, hay là tính năng truyền hình trực tiếp Social Live, hiệu ứng ảo AR, một tính năng khá thú vị. Các bạn có thể tải thêm các add-on nữa trên mạng. Cái này là một điểm cực kỳ hay của Sony. Các bạn có thể tải thêm các cái phần mềm nhỏ nhỏ về cho cái camera của mình. Không chỉ thế, ở giao diện lần này thì giao diện của Sony còn cho chúng ta cài đặt thêm các giao diện từ bên ngoài. Đây, mình thử thay đổi giao diện. Các bạn sẽ nhìn thấy là ngay cả các ba phím chính cũng đã thay đổi rồi. Bên trong giao diện cũng thay đổi. Tiếp đến đó là vào bên trong màn hình. Và nói là như ở trên 4.2. 4.2 thì mọi thứ đều là màu đen truyền thống trước đây của Sony. Và trên 4.3 thì nó trở thành màu trắng. Một cảm giác thanh toát hơn hẳn. Phiên bản 4.3 này thì Sony vẫn sử dụng kernel cũ, đó là 3.4.0, không có gì đặc biệt so với bản 4.2. Tiếp theo là về đến cái hiệu năng thì trên 4.3 thì mình có cảm giác như là cái free RAM lúc đầu của nó là khá tốt. RAM chống thì luôn luôn tốt hơn so với trên 4.2, nhưng mà sau khi một thời gian sử dụng thì cái lượng RAM đầy lên là khá cao và nó như giải phóng RAM kém hơn so với 4.2 thì phải. Tiếp đến đó là một vài cái widget. Cái widget hình ảnh trên 4.3 thì nó tạo cảm giác trong suốt hơn và độ sâu hơn. Như đây trên 4.2 thì nó vẫn là cái giao diện nổi. Đây, các bạn nhìn thấy. Cái này thì này. Ở trên 4.3 thì Sony vẫn cập nhật thêm một vài cái tính năng độc quyền như là tính album, Walkman và phim. Nhưng ở đây mình không nói nhiều về nó vì thực sự là nó chỉ tăng về hiệu năng xem hình ảnh các thứ chứ nó không thay đổi gì về giao diện là mấy. Tiếp đến chúng ta có ở đây cũng có thêm một vài giao diện các cái phím điều khiển nó ở trong suốt, các phím điều khiển nhanh, phím tắt nhanh trong suốt và chuyển thành màu trắng thay vì màu xanh đen truyền thống trên 4.2. Tiếp theo về cái màn hình thì tính năng cân bằng trắng vẫn được giữ nguyên nhưng mà đã được đẩy gam màu trắng lên khá cao và điển hình như ở phiên bản 4.3 này mình cảm giác như góc nhìn của con XBRZ mình đã cao hơn hẳn so với cái góc nhìn cũ ở trên 4.2. Một cái điểm mà thấy là khá tiền trên bản nâng cấp này. Sau mình đã hoàn thành bài giới thiệu về các tính năng khác biệt giữa 4.2, 4.3 trên XBRZ. Xin cảm ơn các bạn. Các bạn bấm tải về. Đấy thì ứng dụng Absorbent sẽ bắt đầu tải.